Xin chào quý anh em, hôm nay là ngày 20 tháng 12, cả chúng em thì có một cái video giới thiệu cho anh em ba con máy cưa xích về chuyên khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nha. Đầu tiên là Husqvarna 440, Estin 020 và Shindaiwa 380. Đánh dấu ký tự là lô chữ Y này, Y1, Y2, Y3 và có báo giá công khai hết cho anh em nhé. Cái tờ giấy này em đã ghi giá ở trên này rồi này. Đấy, và tất cả giá này thì em đã bao gồm phí ship cho anh em đầy đủ và tới tận nhà cho anh em rồi nha. Miễn phí vận chuyển cho anh em và tặng kèm đầy đủ phụ kiện là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy. Hôm nay thì có một cái video giới thiệu cho anh em hàng để xài dựng chuyên nghiệp đấy ạ. Rồi, đầu tiên là con Y1, một con Husqvarna 440. Con này thì công suất của nó lên đến 41cc nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,4kg. Dòng này thì là dòng hệ đời mới. Thương hiệu Husqvarna của Thụy Điển, máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản 100% cho anh em. Hàng này là hàng đề cao nha, sản xuất năm 2014 này anh em. Anh em nhìn nhau. Đấy, 2014 này. Husqvarna 440. Tem mã ký hiệu đàng hoàng. Đó. Giá của nó là 3.650.000, bao ship tận nhà cho anh em, có tích hợp trụ giật trợ lực đầy đủ này, núm ôm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đấy. Đây, ốp lam là hệ ốp lam là ốp lam nhôm anh em nha, chứ không phải là ốp lam nhựa anh em nhé. Cái này là phần tăng giảm làm xích này. Đấy, cũng như là phần vặn cái để tháo ốp làm xích ra. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên. Hàng Husqvarna đời mới hệ đề cao cho anh em. Về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là khai thác tầm trung anh em nhé. Lam của nó là dài như thế nào đây? Xích ra quay. Đó đây. Lam của nó dài lên đến 37cm anh em nhé. 37-38cm phần mặt cắt. Còn tổng thể độ dài cây lam thì chắc tầm khoảng 40, hơn 40 gì đó. Sợi xích này thì nó cũng đã hơi cùn rồi, nên là nếu mà anh em lấy cái con Y1 này này thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa nha. Một sợi xích mới nữa vào cây máy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho cả chúng em, báo cho em là anh muốn lấy con Y1 chẳng hạn này, hoặc là con Y2 chẳng hạn, hoặc là con Y3 chẳng hạn, thì em sẽ biết anh em nhé. Riêng con Y1 này thì xích nó đã hơi cùn rồi, thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới vào cây máy nữa. Là khi anh em đặt con Y1 này sẽ được hai sợi xích, là một sợi xích cũ này và một thêm một sợi xích mới nữa. Đấy. Máy móc đẹp VIP nha, 3.650.000. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua con này. Bơm xăng lên, đầu tiên anh em nhận được hàng, bơm xăng lên nha. Đóng le. Đấy. Bóp ga là tự nảy neo vậy nha. Nổ rất là ngon nha. Hàng máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh nha. Đây, nó có cái phần căn ở đây để cho anh em căn xăng căn nhớt này. Rồi, qua con Y2 là một con này, nó là dòng Estin 020, hàng của Đức anh em nhá. Hàng của Đức, máy móc mặt tiền quá đẹp luôn anh em. Hệ lốc là lốc nhôm nha. Hệ lốc nhôm này, lốc mặt tiền của nó này hầu như chưa có vết chày sơn gì nha. Còn cực kỳ đẹp nha. Lam của nó là lam Estin Made in Germany này. Xích của nó còn này cực kỳ đẹp luôn nhá. Sợi xích còn to bản nguyên này anh em. Nhìn sợi xích này. Còn cực to và dày dặn nha. Tình trạng xích tầm 80-90% nữa luôn anh em. Lam con này thì nó phần đo đây, đo chính thức cho anh em nha. Đấy. Lam của nó phần mặt cắt là 38cm. Phần mặt cắt, còn tổng thể độ dài của nó là hơn 40cm anh em nhá. Hay phần mặt cắt của nó là 38cm này. Con này thì công suất của con này nó là 36cc và nòng của nó là 40mm. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này. 3.300.000 cho con này. Hàng này là hàng của Đức anh em nhá. Cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn. Bên trong của nó đây. Đấy, bên trong này. Từ bộ chế hòa khí này, lọc gió này. Còn cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp anh em nhé. Công suất 36cc. Con này thì về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung ok luôn anh em nha. Rồi, anh em giờ test nổ cho con này nghe này. Vỏ tua của nó cực kỳ khỏe luôn. Hồng hơi này. Cứng ngắc luôn anh em ạ. Đấy. Nổ rất là đanh luôn. Riêng con này nổ cực kỳ ngon nha.
thắng hơi này anh em, cứng ngắc luôn anh em nha, thấy không? Con này thì cực đẹp luôn nha, bên trong nòng hơi còn bít tông sọc ngang luôn anh em, nòng hơi giật là anh em nghe tiếng giật là đã biết rồi đúng không anh em, hơi cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi qua con i3 là một con máy cơ Shinday qua 380, dòng này thì nó là dòng thương hiệu số 1 tại Nhật Bản rồi. Đấy, nó cực kỳ nổi tiếng nhá, thương hiệu này không có thương hiệu nào qua khỏi cái thương hiệu Shinday qua này luôn. Giá 3 triệu đồng cho con này, công suất con này là 38cc, nòng của nó là 40mm. Lốc là lốc hợp kim nhôm luôn nha, phần mặt lốc này chưa có vết chảy sơn gì luôn anh em. Anh em nhìn cái phần mặt tiền lốc nha. Con này thì hàng siêu vip luôn anh em nhá. Đấy. Đấy. Con này hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10-3 này. Cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn. Con này thì vòng tua cũng là vòng tua mở nhá. Nòng của nó 40mm 38cc, vòng tua là vòng tua mở. Lam của nó là lam xích là sử dụng xích 325. Lam của nó là xài phần mặt cắt là được 37 phân mặt cắt nha. 37 phân phần mặt cắt, còn tổng thể độ dài thì dài hơn 40cm. Đấy. Quay rõ cho anh em như thế. Đấy, con này thì vòng tua có khỏe luôn. Có lẽ là cái dòng này ở dính các bác ngả miền Tây là ưa chuộng một cái dòng này nhất. Bởi vì cái dòng vòng này, cái vòng tua của nó xài cực kỳ sướng, cực kỳ khỏe luôn nha. Đó. Rồi, giờ tiếp anh em nghe qua. Rồi, đấy, kéo le ra nó nổ. Anh em giật tầm khoảng 3-4 cái cho nó cái ẻ phát như thế là được. Đóng le vào đây. Rồi, giật thêm cái nữa nha, xếp nha. Hồi cứng ngắc luôn. Hàng máy móc đẹp, lốc hợp kim nhôm, về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là về khai thác tầm trung, một ngày làm 8-9 tiếng, 10 tiếng liên tục. Con này thì quá hợp lý luôn anh em nhá. Vâng, và hôm nay thì em đã lên sóng cho anh em là ba con máy cơ xích đứng đầu về thương hiệu. Một là thương hiệu Humana, một là thương hiệu Estin và Shinday qua, ba thương hiệu cực kỳ chất lượng nhá tại thị trường Nhật Bản. Anh em nào có nhu cầu ưng một trong ba con này thì liên hệ cho cả chúng em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn em những video tiếp theo.